Cặp song sinh học chung ngành, tốt nghiệp xuất sắc, được nhiều học bổng. Cặp song sinh Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Diệu Anh, 22 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên, cùng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kế toán doanh nghiệp ở Học viện Tài chính, Hà Nội, vào tháng 8 năm 2024. Ngọc Anh được vinh danh thủ khoa đầu ra của ngành với số điểm trung bình GPA 3.92.40, còn Diệu Anh giành danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa với điểm GPA 3.86.40 và đứng thứ 3 trong đợt tốt nghiệp tháng 8 năm 2024 của khoa kế toán. Bố mẹ là chỗ dựa vững chắc cho hai chị em trong những năm tháng học tập, mình rất vui và tự hào vì gặt hái được thành quả sau 4 năm học tập. Rèn luyện. Mình biết ơn thầy cô đã giảng dạy, hỗ trợ hai chị em khi học tập ở giảng đường. Cảm ơn gia đình đã luôn là nguồn động lực, chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp hai chị em vượt qua mọi khó khăn trong suốt quãng đời sinh viên, Ngọc Anh tâm tình. Chia sẻ việc lựa chọn học chung ngành kế toán doanh nghiệp tại Học viện Tài chính, Diệu Anh cho biết ngay từ những năm học ở bậc trung học phổ thông, hai chị em là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi toán, thi giải toán bằng tiếng Anh và đạt được nhiều giải thưởng. Do đó, toán học và các con số luôn là niềm yêu thích của hai chị em. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Ngọc Anh và Diệu Anh đã đăng ký ngành kế toán doanh nghiệp của Học viện Tài chính. Ngay từ khi mới bước chân vào đại học, hai chị em đã đặt mục tiêu cố gắng tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc. Để đạt điểm số tốt, tụi mình luôn cố gắng đi học đều đặn và tương tác với giảng viên trong quá trình học tại lớp. Trước mỗi kỳ thi, mình và Ngọc Anh ôn bài cùng nhau. Với những môn chuyên ngành, chúng mình hay giải đề mẫu và so đáp án với nhau rồi tự sửa những lỗi sai, Diệu Anh chia sẻ. Ngọc Anh cho biết hai chị em học chung ngành nên dễ dàng giúp đỡ nhau trong học tập. Ngoài ra, có các cuộc thi, chương trình, phong trào gì ở trường, hai chị em cũng rủ nhau đăng ký tham gia. Chẳng hạn như tham gia các cuộc thi chuyên ngành của khoa, viết những đề tài nghiên cứu khoa học, bài nội sang, kỷ yếu hay tham gia phong trào sinh viên năm tốt. Thành tích trong chặng đường đại học là bước đệm quan trọng giúp cặp song sinh tự tin đối mặt với những thử thách trong tương lai, tạo động lực theo đuổi các mục tiêu cao hơn trong công việc và cuộc sống. Ngọc Anh, phải, và Diệu Anh cùng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành kế toán doanh nghiệp 4 năm đại học, Ngọc Anh đạt được một số thành tích như sinh viên xuất sắc toàn khóa 2020-2024, sinh viên xuất sắc trong nghiên cứu khoa học toàn khóa 2020-2024, 2 năm liền đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố, có 2 công trình nghiên cứu khoa học xếp loại xuất sắc cấp học viện. Những thành tích cao trong học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa đã giúp Ngọc Anh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Còn Diệu Anh đạt được một số thành tích như sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học toàn khóa, danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố. Cả Diệu Anh và Ngọc Anh đều đạt 7 kỳ học bổng khuyến khích nhân vật của Học viện Tài chính. Ngọc Anh đạt thêm học bổng của Vietcombank và Liên Việt Postbank trong 2 năm học liên tiếp. Nhờ có số tiền này, bố mẹ đỡ gánh nặng trong việc đóng học phí, đồng thời tụi mình có thể học và thi chứng chỉ tiếng Anh, Diệu Anh chia sẻ. Để có thể cân bằng giữa việc học và việc tham gia ngoại khóa, hai chị em đặt mục tiêu theo từng thời điểm rằng bản thân sẽ ưu tiên việc nào hơn. Vào đầu năm học, Ngọc Anh và Diệu Anh ưu tiên tham gia ngoại khóa vì đó là khoảng thời gian việc học chưa nhiều. Hai chị em thường cùng nhau lựa chọn xem nên tham gia hoạt động nào để vừa có thêm trải nghiệm, vừa phát triển bản thân một cách tốt nhất. Hành trình học đại học tuy đã khép lại, nhưng hai chị em vẫn nuôi nhiều hoài bão với ước mơ học thuật. Sắp tới, Ngọc Anh và Diệu Anh sẽ đăng ký học bậc thạc sĩ tại Học viện Tài chính. Ngoài ra, cả hai cũng tiếp tục học thêm các chứng chỉ chuyên ngành, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc sau này. Bố mẹ tụi mình đã vất vả do cùng lúc phải chăm sóc, nuôi dưỡng hai chị em từ khi còn bé. Chính vì vậy, tụi mình luôn có suy nghĩ sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể tìm công việc ổn định và giúp được bố mẹ nhiều hơn, Diệu Anh chia sẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thị Thu Hồng, Phó trưởng khoa kế toán, Học viện Tài chính, nhận xét Ngọc Anh và Diệu Anh có năng lực học tập, nghiên cứu khoa học tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của khoa và học viện mỗi khi phát động. Hai bạn được các thầy cô đánh giá là tự lập trong học tập và nghiên cứu, chủ động học hỏi, đặc biệt về lĩnh vực chuyên môn của mình. Ngọc Anh và Diệu Anh đều có ý thức và thái độ kính trọng, lễ phép với thầy cô, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè,